Nhảy liên tục ha. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ setup trang giấy đầu tiên. Đây là khổ giấy viết thư. Khi mà chúng ta cài Word xong, chúng ta chưa setup gì hết, thì giấy của chúng ta nó sẽ có khổ là letter. Và khổ này thì khi mình in ra nó sẽ không có được chuẩn so với khổ giấy mình cần là A4. Sau khi chúng ta setup A4 xong, chúng ta thấy nó thay đổi ha. Đó. Rồi, trang ngang hay trang đứng? Trang ngang hay trang đứng? Và một cái nữa là các bạn sẽ canh cái lề. Canh cái lề. Đơn vị của chúng ta ở đây là đơn vị gì đây? Một gì? Một inch. Nếu như chúng ta muốn chuyển qua cm thì chúng ta vào đâu? Vào đâu để chuyển nào? Bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng đơn vị là cm hoặc mm. Vậy các bạn vào cái menu ha, manifold. Các bạn sẽ chọn xuống cho thầy option. Và ở đây chúng ta sẽ có cái thẻ advanced. Trong này nó sẽ có đơn vị tính của chúng ta. Đơn vị tính đây. Đơn vị tính. Chúng ta sẽ chuyển đơn vị tính này unit thành mm. Mm. Để mm cho nó dễ, bởi vì thường các bạn sẽ canh lề trái thường thường thôi nhé là 2 cm. Canh lề phải 2 cm. Nếu như các bạn soạn thảo đó là văn bản in tờ đơn không đóng gáy. Ví dụ như là một vài cái báo cáo, một vài tờ mình không đóng gáy thì mình sẽ setup hai bên bằng nhau. Nhưng giả sử bạn in một cái cuốn tập, bạn in một cuốn sách, một cuốn báo cáo đồ án và bạn đóng gáy thì bên đóng gáy phải chữa nhiều hơn. Vậy thường người ta sẽ setup bên đóng gáy là 2,5 cm, tức là 25 mm. Còn bên phải thì thường nếu mà nó nhiều chữ quá thì chúng ta setup 1,5 hoặc 2 tùy theo cái văn bản của chúng ta. Như vậy thì khi mà các bạn gõ 1,5 và các bạn gõ 15, cái nào dễ gõ hơn? 15. Cho nên chúng ta chọn mm để sau này chúng ta thao tác với nó dễ hơn. Được không? Thay vì chọn cm, bạn phải gõ 1,5 hoặc là 2,5, nó lâu. Còn mình gõ 15, 25, nhanh. Rồi, ok. Đổi đơn vị. Ok. Rồi, quay trở lại begin. Chúng ta đã thấy nó để là 25.4. Ha, bình thường nó sẽ để 25.4. Và các bạn có thể chọn theo những mẫu mà trong này người ta đã để sẵn. Còn không, mình sẽ tự chọn kích thước của mình. Trong này có một số cái lưu ý về cái giá trị của nó. Nếu như bạn setup bình thường thì ở đây người ta cho top, bottom, left, right bằng nhau. Còn văn bản bình thường thì để bên trái 25, bên phải thường là 2, 20 hoặc là 15. Thường người ta để 20. Trên dưới thì tùy. Thì lúc mà chúng ta đưa ra văn bản thì lúc đó chúng ta mới điều chỉnh sau. Còn bình thường thì như thế. Vậy cái gutter này để làm gì? Thường là ít người xài đến cái phần này. Chú ý nha. Như vậy thì bình thường người ta sẽ setup bên trái nhiều hơn bên phải. Nhưng theo kinh nghiệm của thầy, các bạn setup bên trái và bên phải bằng nhau. Rồi. Sau khi các bạn setup bên phải và bên trái bằng nhau, thì nếu như văn bản của các bạn bị in rời, tức là một cái hợp đồng, một chục trang, hai chục trang, nhưng mà không có đóng gáy, thì bạn canh trái canh phải bằng nhau. Nhưng nếu mà cái tài liệu của các bạn mà có đóng gáy, thì bạn báo là cái gáy nè, gutter,
là cái gáy. Cái gáy của mình đóng là bao nhiêu? Ví dụ bạn chờ 10 mm, tức là 1 phân để đóng gáy. Rồi từ 1 phân đó mới cách vô 2 phân nữa, tức là 20 mm nữa mới mới là lề lề trái. Như vậy thì cái lề trái của chúng ta lúc nào cũng 20 mm. Nếu như mà chúng ta không đóng gáy thì cái lề trái nó nằm ở đây. Từ đây qua đây là 20. Còn nếu mà chúng ta có đóng gáy thì chỗ này nó trừ gáy là 10 và lề trái của chúng ta chỗ này là 10, chỗ này là 20. Được chưa? Thì cái lề trái của chúng ta nó cũng là 20 nhưng nó tính từ gáy vào. Còn nếu mà chúng ta để gáy bằng 0 thì lề trái của chúng ta nó tính từ mét giấy vào. Như vậy lúc nào cũng 20 hết. Còn nếu mình muốn đóng gáy thì mình tăng cái gấp tơ lên. Còn nếu mà mình không đóng gáy thì mình giảm xuống bằng 0. Thế là xong. Còn đa số mọi người hướng dẫn hoặc trong video hướng dẫn thì cũng hướng dẫn setup lề trái và lề phải khác nhau. Được không? Cái này nó sẽ ảnh hưởng đến việc bạn in hay mặc. Khi bạn setup lề trái và lề phải khác nhau thì nếu là hợp đồng của bạn thì bạn in hay mặc thì nó không ảnh hưởng. Nhưng khi mà bạn đóng tập đi, bạn đóng tập mà bạn in một mặt á thì không có vấn đề gì. Nhưng mà giả sử bạn in hai mặt thì cái mặt phía trên là mặt số 1, mặt những trang lẻ á, thì nó đúng là cái bề bên trái nó rộng thì mình đóng nó không bị mất chữ. Nhưng mà quay ngược lại, cái trang 2 nó ấp ra phía sau thì cái lề trái của nó bên này nè là chưa quá rộng, trong khi cái lề phải là nó lại gấp vô cái chỗ mình đóng đóng gáy thì nó lại càng mất nhiều chữ hơn. Được chưa? Còn nếu như bạn setup là nước tờ, bạn setup gáy, thì khi mà bạn in hai mặt nó sẽ tự động nó điều chỉnh cái gáy cho bạn và nó canh lề trái và canh lề phải cố định, thì lúc này chúng ta in hai mặt rất tiện ha, không có bị mất chữ. Chú ý chỗ này giúp thầy. Như vậy việc setup trang mình cứ nghĩ là đơn giản nhưng mà thực ra nó rất là quan trọng. Rồi vị trí của gáy, tiếng Anh, tiếng Việt, mình đọc từ trước ra sau. Gáy bên trái, có bao giờ đọc tài liệu tiếng cái gì là tịch thà cái gì đó, cái gì kiếm phổ không? Đọc từ đâu? À, đọc từ phải chứ, phải sang trái. Và lại gáy của mình là gáy bên bên phải, thì chỗ này nếu mà bạn nào mà in tiếng Hoa, tiếng Nhật thì vui lòng đổi, còn không là cái này là đổi top rồi đó. Rồi gáy ha. Rồi ok, trang của chúng ta setup là mirror. Ở chỗ cái mirror này nè là trường hợp là bạn sẽ sử dụng hai trang trên một khổ giấy, tức là trang A4. Giấy thì giấy A4 nhưng mà nội dung thì nó là A5. Tức là khi mình soạn thảo, mình muốn sau khi in ra thì hai trang nó sẽ nằm trên một trang A4. Thì lúc này chúng ta sẽ chọn, tự động nó sẽ mirror và nó setup hai trang trên một sheet. Còn cái mirror là tự động nó đảo giữa trang chẵn và trang lẻ của chúng ta. Rồi, chỗ này là mình in hai trang trên một trang nha, hai trang giấy trên máy tính ra một trang giấy A4 thực tế, thì mình chọn cái thứ ba. Cái thứ tư là gì? Cái thứ tư này cực kỳ hay, phải gọi là cực hay luôn. Có ai chỉ cho các bạn cái thứ tư chưa? Book là gì? Sách. Sách có nghĩa là in sao? À, sách gấp lại. Gấp lại có nghĩa là in sao? Ví dụ sách của mình có 20 trang. 20 trang thì tờ đầu tiên in trang mấy?
Một tờ là 4 trang đúng không? Vậy nó in trang mấy? In sách tức là ghép mặt. Ghép mặt nhưng mà một 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 tờ giấy thì mình sẽ in nhỏ lại. Vậy một tờ giấy A4 của mình in hai mặt là được 4 trang của Word thì gọi là in sách. Vậy trên một tờ giấy A4 của mình in trang mấy nè? Cuốn sách của mình có 20 trang. Trang. Phía trước là trang 1, phía sau là trang 2. Rồi mặt bên này nữa là trang mấy? Trang 19. Cuối cùng có trang 20 thì mới gấp lại được. Rồi tờ tiếp theo là trang 3, trang 4, 17, 10, 18. Và khi mình in sách, tự động nó sắp cho mình luôn. Tự động nó chia cho mình luôn. Và mình bấm OK một cái, mình đút nguyên đống giấy A4 vô. Nếu như mà máy của các bạn mà có tự động trở mặt được á, lật mặt được á, thì tí nữa bạn cứ thế bạn đóng cái gáy ở giữa là ra cuốn sách, không cần làm gì hết, nó tự động nó chia trang. Ví dụ 20 thì ok, nhưng mà giả sử mình có 21 trang, điều đó mới khó. Tức là nó sẽ in trang 1, trang 2 và bỏ trống, bỏ trống cái phần sau, bởi vì thực ra nó là phải là trang 23, 24, mà 23 không có. Rồi trang 3, trang 4 và trang 21 và bỏ trống, thì nó tự bỏ trống cho mình luôn, nó tự thêm trang trống cho mình luôn. Và cái điều đó rất tiện cho chúng ta khi các bạn in sách, được chưa? Rồi ok, mình sẽ để là bình thường và mình áp dụng cho tất cả các, áp dụng cho cái gì, cho cái văn bản này thôi hay là áp dụng cho tất cả những văn bản từ đây trở đi, hoặc là các bạn sẽ setup cái này, setup cái này là default, tức là khi bạn tạo một văn bản mới thì nó sẽ đi theo cái setup này của chúng ta, thì mình chọn set default đó. Như vậy đây là những cái rất là cơ bản nhưng nó rất là quan trọng so với lại cái phần setup của mình. Đây custom của thầy. Last custom setting. Đây là mình đang sử dụng cái setting này. Đó vậy là về setup trang. Chọn size. Được không? Hả? Không có hả?